cùng với một cái cọng dây thừng như thế này nè cô bác quý anh chị, là để anh thực hiện cái công việc là leo dừa thuê. Cái này cho con ăn bún với bà. Ăn bún, hai cho con ăn chung hay ăn riêng? À, hai cho con ăn riêng. Là hết bao nhiêu tiền rồi? Mà con trả thôi không biết. Cây dừa này thì chắc khoảng 8 mét thôi. Đó, phải dọn sạch những cái. Ê, bây giờ này dừa này nhiêu trái không chú? Có 7.000 trái hả? Dạ Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Có một cái câu là có một nghề nhưng mà không gọi là nghề, người ta chung quy gọi là làm mướn, ai thôi gì làm đó. Đó là trường hợp của anh Ve. Anh thì sau thời gian sinh sống gần tận biên giới Campuchia thì anh trở về đây với một cái công việc là như là hái dừa, ai thôi gì làm đó. Và công việc bấp bênh như vậy đó. Nhưng mà anh Ve cùng với chị Tuyền là vợ của mình đó cũng đã cố gắng để nuôi bé Ấn, một cô bé nhặt từ Campuchia về. Đến thời điểm này thì bé rất là khôn lớn. Để nuôi được cho bé đến ngày hôm nay á, thì anh với chị phải chạy rất là nhiều cái công việc để làm, để trang trải cuộc sống trong gia đình. Và hôm nay á, thì Bùi Hồ cùng với anh sở dĩ với một cái bộ đồ này, cùng với một cái cọng dây thừng như thế này nè cô bác quý anh chị, là để anh thực hiện cái công việc là leo dừa thuê cho một chủ dừa. Hình như là ở đây chủ này chỉ có 2 cây thôi. Và mỗi một cây như thế là anh nhận là bao nhiêu tiền thanh vậy ha? Dạ cây này nó hơi cao, em nhận được 50. Gồm anh làm hái dừa, hái rồi dọn cho sạch, rồi đổ thuốc cho chủ. Đổ thuốc luôn? Dạ. Là 3 công đoạn đó. Thì mình sẽ tốn thời gian là bao lâu? Cây này thì khoảng 20 phút. 20 phút dạ. Cây này thì khoảng 7-8 mét như cô bác quý anh chị. Anh phải hái những cái trái dừa già, những cái trái dừa mà chủ yêu cầu hái á. Rồi sau đó là sẽ dọn những cái phần mà cái tàu dừa, với lại những cái phần mo dừa, những cái mo dừa nó bị khô á, là phải dọn cho nó sạch, sau đó bỏ thuốc để chống cái con đuông á. Thì cái công việc này anh làm thường xuyên không? Thì có vài bữa người ta có người kêu em ấy đi làm. Còn trước đây là ở trên gần giáp với cửa khẩu Vinh Bà, anh có làm cái công việc này không? Dạ cũng có, những tháng mà lúa thắt, lúa không có, không có dày bến á, những lúa ít á, thì em đi làm công việc này. Này là vì cái cuộc sống nên bắt buộc mình làm, chứ làm em thấy cũng nguy hiểm anh vậy hả? Dạ, em cũng cảm nhận vậy, nhưng mà vì kiếm tiền để lo cho hai cháu nó ở nhà, rồi tiếp vợ phụ vô phần nào, nên em cũng phải cố gắng. Dạ. Và ngày hôm nay thì do là bé Ấn cũng nghỉ hè rồi, nên thành nữ là cũng đi theo cha để mà chơi đó, và cảm nhận cái việc làm của cha. Cô bác anh chị thấy không? Đây là những cái dụng cụ rất là đơn sơ ha. Một cọng dây thần, ở đằng sau có một cái cưa và một cái lưỡi liềm. Lưỡi liềm đó, lưỡi liềm ở miền Bắc, còn ở miền Nam gọi là cái lưỡi hái ha. Rồi ở đây là một cái chai thuốc do chủ đưa nè, cột đằng sau và anh sẽ leo lên đó. Bây giờ dây thần này là để chuyền dừa xuống, đúng không? Chuyền dừa tư, chuyền dừa tươi xuống bởi á. Rồi thôi em mời anh leo đi ha, quay cho cô bác anh chị biết được luôn. Dạ. Cây dừa này thì chắc khoảng 8 mét thôi. Đó, phải dọn sạch những cái phần. Cái đó là mo dừa ha Út đồ đó? Đúng rồi, mo dừa. Cũng nguy hiểm ha. Nhưng mà về cái công việc, cuộc sống bắt buộc rồi. Nên là nữ là để kiếm được 50 ngàn thì không phải là một cái chuyện gì đó nó dễ dàng. Thì nếu như mà cây dừa mà nó sai trái hái cũng lâu lắm. Anh phải dùng cái lưỡi liềm để anh cắt những cái buồng dừa. Cây dừa này sai trái ha? Có những cái dừa mà nó nhiều tàu á, nó bịch hụ, đôi lúc đeo lên nó cũng khó lắm. Phải dọn sạch những cái phần mà nó bị khô héo á, phải rửa cho nó sạch hết luôn. Và anh phải cắt những cái phần non để anh bỏ thuốc vô. Coi như là một tiếng chỉ có 25 ngàn thôi.
mà anh nói là chỉ leo được buổi sáng thôi, giờ này nó mát chứ trưa nắng lắm. Bình thường á thì anh sẽ đem theo thuốc, còn không ấy thì chủ nhà có thuốc thì chủ nhà đưa cho anh, còn anh để thuốc thì anh sẽ tính thêm khoảng 10.000 nữa hay là 20.000 gì đó. Mình để thuốc của mình là tính thêm 10.000 hay là 20.000 anh ve? 15.000 hả? Mình chế thuốc để ngừa mấy con đun với mấy con bọ dừa hả anh ve? Dừa, nước dừa thì uống rất là mát. Tuy nhiên mình uống mà mình không đúng thời điểm ha, thì nó cũng rất là có hại luôn. Ví dụ như mà cô bác anh chị biết là khi mà những cái trái dừa này, khi mà ai tập thể thao á, mà hoặc là đi đường xa mệt mà vô uống nước dừa á, là cơ nó sẽ bị giãn và rất là mỏi cơ, rất là mệt luôn. Hoặc là tối uống nước dừa thì cũng không có tốt nữa. Ấy. Bây giờ mình sẽ coi anh truyền một buồng dừa xuống thôi. Còn mấy buồng dừa đằng sau nữa cũng giống giống vậy à. Tí xíu nữa sau khi anh dọn xong thì mình sẽ coi cái thành quả ha. Chịu dây ông chủ. Đây là ông chủ, ông không biết leo. Ông không biết leo thành thử là có mấy cây dừa kia ông đốn hết luôn rồi. Ông nói mướn người leo rất là khó. Tại vì cái công việc này làm với số tiền rẻ mạt thì người ta cũng ít leo lắm. Chỉ có không có việc làm gì rảnh rỗi và không sợ độ cao thì người ta mới leo thôi. Đó, xả xuống. Ê, bây giờ này dừa này nhiêu trái không chú? Có 7.000 trái hả? Ờ. Ồ, giờ nó rẻ, vì khô vậy có 4-5 ngàn ký. Buồng này mấy trái? Này chắc 2, 4, 6, 8, 9 trái nha. 9 trái. Vậy là một quầy đó đủ thuê anh về leo cây này phải không? 9, 7, 6, 3. Rồi cho cái buồng ấy luôn đi. Khô luôn đi. Ờ, nhẹ nhàng không? Chút qua nhặt giùm mấy cái tàu ở bên nhà rồi. Chắc anh chặt giùm mấy cái tàu. Này thì cái buồng đó vừa uống là dạ, buồng bây giờ này chắc xuống cày quá. Cái buồng ở dưới đó chắc khô rồi đúng không? Bẻ nó chứ không có bể mà sợ nó văng trúng mấy cái luồng nước á. Đúng rồi, nên để hoài vậy thì nó dễ hơn. Bể này nó mỏng vỏ lắm, ba vừa khô rớt xuống bể, bữa ẩm kêu gũa bẻ bể. Dừa này kêu là dừa gì? Này dừa khô, dừa tư. Không, cái loại dừa á. Dừa này dừa kêu dừa mình. Dừa xiêm hả? Dừa trắng, dừa xanh mình chứ đâu phải dừa xiêm. Dừa xiêm trái nhỏ. Nhưng mà dừa này trái cũng ngọt nước mà đúng không? Ừ. Rồi hả? Mới bữa đó bẻ mà hết bụng rồi đó. Rồi dịnh dây. Ờ, nếu như bình thường mà chủ không có ga dịnh thì anh sẽ xử lý như thế nào? Ờ, có một trái nó bị khô luôn kìa. Bỏ vô xuống mà cái gớt ba cái đạp này bể luôn. Ờ. Quậy với chân nghe cứng rồi. Hái luôn không? Cứng hái gói bên ít. Để hay là để già hay hái? Khô luôn hả? Một là hai loại, một là già cho nó khô luôn, còn hai là dừa tươi, nó non thì lấy nước, còn để già để lấy cái. Cái vỏ là dừa không? Được thì bà hé luôn đi. Dưa ở sau lưng này có hai ba trái này chắc được luôn rồi. Cứng bẻ luôn đi, có hai ba trái nè. Cái cây dừa là không bỏ gì hết á. Cái vỏ gáo dừa thì làm đồ mỹ nghệ, như những cái đồ mỹ nghệ á, vỏ dừa thì như mấy cái tàu này chùm. Là chút bó chẩu. Dạ, tàu dừa thì làm chổi.
Vỏ dừa thì làm cám dừa để trồng những cây hoa kiển á. Đúng rồi. Còn cây dừa này có thể làm cây cầu, nên có bài hát là cây cầu dừa. là chèo nó mới có tiền nó mới chẻo. Đúng rồi. Nếu như mà thuê đeo hái trái không là một trái ngàn. Trái một ngàn đó. À. Chị đã hái nhiều trái gần đủ 30-40 ngàn rồi. Thì cây nó xa trái là nhiều lắm. Đúng rồi. Nhưng mà cái cây mà ba trái thì người ta không chịu hái đâu. Mà khô bỏng tính luôn. À. Không, nhưng mà nếu mà mấy cây dừa trái nhiều nhiều á thì lãnh hái một trái một ngàn. Còn mà ít trái thì lãnh cây. Ít trái thì lãnh mặt chung, ví dụ như 30 hay 50 gì á. Mà cây thấp thấp á, cây cao quá nó cũng không chèo. Có nhiều ngoài đó giờ que đó. Cây nó cao dữ dằn. Tại vì cô bác anh chị biết không, ở trên cái cây dừa đó nó cũng có kiến rồi nhiều lắm. Leo lên rồi nhiều khi có bụi đồ trên đó nữa. Cây dừa thì nó tập lên mấy chân. À. Nó có nhiều cái con côn trùng nhỏ nhỏ lắm. Mà bẻ thì thứ này là nó mau có trái lại lắm mà nó mau cây dừa mau cao. À. Để khô những cái lâu cao. Để gì tôi ở mau có tùy cao cây dừa. Rồi. Hạ xuống. Một cây dừa này trái kinh khủng ha. Một cái quài dừa đó trúng rất là nhiều trái luôn. Quài dừa đó trái đặc quẹo luôn, đặc nghẹt luôn. Vậy là hết luôn đó ha. Hết đó, dịch dây xuống ha. Rồi. Bây giờ tới cái công đoạn là anh sẽ rửa dừa và sẽ bỏ thuốc vô. Thấy ba mình làm cực á, con có thương không? Hả? Dạ có. Thương sao nói cho chú nghe. Còn thấy thấy ba chị gì lấy mấy cái miếng gì á. Ừ. Hồi sáng ba cho con ăn cái gì? Sáng nay cho con ăn bún với bà. Ăn bún. Hai cho con ăn chung hay ăn riêng? Hai cho con ăn riêng. Là hết bao nhiêu tiền rồi? Mà con trả thôi không biết. Không biết hả? Thì nếu như mà hai tô bún ở đây bình thường thì chắc khoảng 30-40 ngàn. Thì ba mà leo một cây dừa thôi là hai tô bún hết trơn luôn thôi. Hai tô bún thưởng thức trong vòng khoảng 15 phút, ba leo khoảng 30 phút. Ôi thấy thương ba ha. Cô bác anh chị thấy không? Sau lưng Vê Ấn đó là anh Vê anh đang rửa những cái dừa cho nó sạch. Và nếu như mà rửa dừa mà không biết rửa là rửa cũng không có được đâu nha. Phải chuyên nghiệp mới được. Đó giờ con có thường đi theo ba để mà chờ dừa giống vậy không? Thông tin với cô bác của anh chị là tại vì bé Ấn á, cũng đi học, thành nữ là hè hoặc là đi chở bé Vi đi trị bệnh á thì ba mới chở đi đúng không? Ba chở chị đi thì ba mới chở con đi đúng không? Dạ. Dạ hả? Con thấy ba leo cao con lo lắng không? Lo là sao? Thấy con sợ ba. Ừ. Thôi vậy thì mai mốt á là thấy ba leo cực vậy nghỉ ăn sáng đi. Nghỉ ăn sáng cho đỡ tốn tiền. Giờ sao con đói thì sao? Đói thì ăn mì gói. Dạ con không có. Mày nữa chú tặng thùng mì gói ăn hoài luôn. Rồi sao? Rồi nhà con sẽ ăn cơm luôn hả? Con nói chuyện đàng hoàng sao? Nhà con không ăn cơm luôn hả? Trưa ăn cơm. Chưa ăn cơm hả? Ừ. Thì con phải ăn mì nhất chứ. Vậy hả? Dạ. Hái trái thì mau nhưng mà để rửa thì lâu ha. Cho nó sạch nữa. Rửa xong mới bỏ thuốc hay sao anh ra? Rửa xong mới bỏ thuốc hả? À. Thường thì cái này là bao lâu mình phải mới dọn làng ông chủ?
có mướn được đâu vậy? Mướn đâu ấy giờ vậy là đi đi vậy luôn, mướn bẻ chẳng ai nữa, không có cửa bọng. Nhưng mà cây dừa rửa thì nó sẽ ra trái nhiều hơn đúng không? Sạch. Nó sạch đó, đừng có con gì nó ăn vậy á. Chứ ra trái thì cũng bình thường vậy mà đều nó sạch, trẻ đâu, không có trộn bả chứ mà con này kia đâu đó. Dừa nó không có hư. Anh phê anh rửa, anh đạp bẻ cho nó sụ xuống đặng mấy cái lưỡi mèo nó đâm lên dễ. Có nghĩa là lưỡi mèo là chính là những cái bông dừa đâm dễ đúng không? Đúng rồi. Hay là gọi là hoa dừa. Hoa dừa ha. Mẹ con đi bán chưa? Gái. Hôm qua mẹ bán về trễ không? Mẹ mấy giờ mẹ mới về? 5 giờ. Rồi ăn cơm xong mẹ có đi bán nữa không? Mẹ nghỉ bán nữa hả? Chừng nào mẹ có đói mẹ chiều mẹ về mẹ ăn. Và mẹ đi bán tiếp. Sáng mẹ đem cơm theo ăn hay là mẹ đi đến đâu mẹ ăn cơm đến đó? Mẹ chiều rồi mẹ về nhà mẹ ăn cơm. Hôm qua có bóp bóp chân cho mẹ không? Bóp vai cho mẹ đỡ mệt không? Có. Có hả? Tại con ngủ quên bóp cho mẹ. À, ngày nay con bóp cho mẹ 2 lần. Bóp bù đúng không? Bóp chứ. Từng ngày con bóp từng ngày từng ngày. Gặp hai cây dừa già nè, năm gần trưa nè. Hai cây dừa đó nó chèo mới đã. Khoảng nãy giờ khoảng hơn 20 phút rồi đó, nhưng mà chưa xong. Hai cây dừa già đó, cái giác hạ xuống là vừa tư vừa khô lên trên 100 trái. Mà trái càng nhiều thì lại càng cực nữa. Sau khoảng gần 30 phút thì mới rửa xong, hái xong cái dừa nó cũng đẹp ra rồi. Nhưng mà cực lắm. Anh phải có một cái lưỡi hái để anh cắt với lại cái cưa để cưa cái buồng dừa. Trời trời trời. Làm có 50 ngàn cực không anh Vê? Cũng cố gắng thôi chứ. Mệt không? Dạ. Có cần nghỉ à? Có cần đi trà đường nghỉ xíu. Hỏi anh, có dừa kìa, đã dừa đi. Không, uống trà đường đi. Uống dừa nó mệt lắm. Mệt đuối quá hả? Nhưng mà em thấy ở trên đó là có mấy con kiến rồi, nó có cắn dữ không? Kiến rồi. Có kiến đen thì mình chịu được, còn kiến lửa thôi. Có mấy con kiến ghẹn cắn cũng khó chịu lắm á anh. Sợ nhất là mấy con kiến lửa, kiến đỏ. Cắn chịu không nổi. Dạ. Phải có chai xịt kiến, xịt dây lát rồi á. Đây là một cái chiến trường anh rửa cho nó sạch. Là nên trí sơ nó phải dọn dẹp này xong. Đúng quá ha, khoảng 30 phút 50 ngàn. Sáng ăn sáng hết nhiêu rồi? Hai cho con 35 ngàn. Hai cho con 35 ngàn. Leo cây dừa là hết còn có 15 ngàn thôi. Tại mà có đỡ hơn không? Có đỡ hơn không? Dạ. Thông tin với cô bác của anh chị là anh Vé. Anh Hợp, tại công việc của anh Hợp nó đã ít đi rồi. Nên nữa là bây giờ anh về anh sẽ kiếm việc khác làm đi, đỡ đồng nào hay đồng đó anh về ha. Dạ. Nghỉ tí xíu đi anh. Rồi. Anh còn leo cây này nữa nè. Dạ. Dạ. Chủ ơi trả tiền đi cho nó. Hai cây nhiêu chủ ơi? Cây này nhiêu anh? Cây lùm lùm này nhiêu? Cây này 30. Cây này 30 hả? Dạ. Ồ cây này thấp là 30. Thấp. Vậy là mắc hay ghẻ là mình tính theo cái độ cao. Dạ. Càng cao thì càng mắc tiền. Dạ. Chứ mình không có tính theo cái trái hay là không có tính những cái khác. Mình ngồi cho anh dọn cam, mỗi cây nó dơ cũng sắp xỉ với nhau thôi. Mà mệt là lúc mình chèo á, nó cao quá, chèo đuối lắm. Ừ. Dạ. 2 cây, 100. Dạ. Rồi tặng 20 ngàn uống cà phê. Em cảm ơn chị nhiều. Nay vô mánh rồi, gặp bà chú sợp rồi. Sợp mình quá. Cho 20 ngàn là ăn được 2 ngày không? Có thể nhín nhút thì có thể được. Dạ. Gia đình tới 4 người mà. Anh tính ăn là tới 40 thôi, 80 thôi mà bây giờ được 120 rồi. Mai mốt chắc leo nữa mà. Hãy xin số điện thoại chị chủ này mới được. Thường là cái dừa là bao lâu mới rửa một lần? Dạ khoảng 3 tháng đổ lên. 3 tháng đổ lên hả? Dạ.
như vậy là như mình chủ nhà mình cũng theo dõi thường xuyên cái đồng non đó. Nó có vàng hay là nó có gãy một cây trọng á. Rồi mình mướn người ta lên đổ thuốc thôi, cái đó dừa nó cũng chưa dơ gì mấy, lên đổ thuốc thôi cũng được. Và cái công việc leo dừa này ở miền Tây không còn nhiều nữa, một số vùng như Bến Tre thì nhiều. Bây giờ một số tỉnh như là Đồng Tháp, An Giang bây giờ người ta không trồng dừa, tại vì cái lợi nhuận kinh tế nó không có. Việc mà bán một cái trái dừa hoặc là hái một cái trái dừa nó không hề đơn giản. Bán trái dừa tại vườn khoảng chừng 5-7 ngàn thôi, nhưng mà mướn hái thì ít ra cũng khoảng 1 ngàn một trái đó. Rồi công vận chuyển đi nữa, nên là nữa là người ta sẽ chặt dừa và người ta sẽ trồng ít. Điển hình là đằng sau lưng đó cô bác anh chị bên đây nè, là cái vườn dừa là phá trồng ít đó anh. Nên là nữ là người ta sẽ chuyển mô hình từ cây dừa là cây ăn trái lâu năm sang cây ăn mít là chỉ 2 năm thôi, nhưng mà mít bây giờ lại có giá nữa. Nên những cái nghề mà như anh Vé là người ta cũng sẽ không có, không còn nhiều nữa. Và vốn nghĩ là không có cái việc làm ổn định, nên là nữ là ai thôi gì làm đó là một cái chuyện khá bình thường ha. Và như vậy thì thêm một cây nữa anh mới nhận được 80 ngàn. May là gặp được chị chủ cho được hơn 100 ngàn, ngày nay cũng đủ bữa cơm của gia đình. Cây dừa này thì leo, chắc anh nói là leo thì nó thấp hơn, và chắc có lẽ là gửa nó sẽ mau hơn, không có hái trái nữa. Nên là nữ ngày hôm nay mà Bùi Hồ với lại Út Đồng Tháp để mà quay cho cô bác của anh chị biết về một cái nghề nhưng mà không gọi là nghề, ai thôi gì làm đó. Nữ cái việc này nó bấp bênh, nhưng vì cuộc sống gia đình nên anh cũng phải chấp nhận nó. Vì cô bác của chị biết là anh thì có 2 đứa con nhỏ và lại đưa đi học, rồi lại có đứa bị bệnh nữa, nên làm công ty không được. Nếu như mà anh đi làm thì ai sẽ là lo. Nên công việc này là một trong những cái công việc mà anh không muốn, nhưng mà vẫn phải làm. Làm để vì chén cơm manh áo, vì những lúc khó khăn như thế này có đồng ra đồng vô để mà cho con của mình nó trị bệnh. Video này thì chia sẻ cho cô bác của chị biết về cái cảnh leo dừa của anh Ve, kiếm đồng tiền nó vất vả đến nhường nào, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Thứ hai nữa là khi mà chuyển đổi mô hình rồi đó, thì những cái nghề như anh Ve thì dừa càng ít đi thì anh cũng không còn làm nhiều. Và đây là những cái công việc mà rất là nhiều chấp nhận lao mình vào làm, vì kiếm cái đồng tiền ít ỏi và rất là khó khăn cực nhọc. Và đặc biệt là những người mà sợ hội chứng là gối loạn tiền đình hay là sợ độ cao là thua luôn. Ngày hôm nay thì gặp anh vào một buổi sáng như thế này để cho cô bác quý chị cái nghề này á, làm buổi trưa có không được đó, mà làm buổi chiều không được đó, chỉ làm buổi sáng đi xíu đến khoảng 10 giờ xong. Anh về chưa nắng lên mấy cái dừa cao chèo hốc đó, nó mệt lắm. Chèo cũng được mà nó mau mệt, nó đuối mình lắm. Cho nên mình tranh thủ làm được buổi sáng nó mát trời nó khỏe. Và anh nói đây là con kiến đen nè, con kiến đen nhỏ nhỏ này nè anh chịu được vì nó ít cắn, chứ gặp con kiến lửa là con kiến đỏ là nó cắn mà. Về nhà là tắm rửa hoài cũng có khi mấy cây để họ để lâu á, có cả gít rồi gắn nữa. Trời ơi, rồi sao? Rồi mình lên mình bư rồi mình bư nó ra rồi mình né nó xíu. Có bị nó ấy không? Có bị nó lần nào không? Cũng có lần bị gít kẹp như kia nhất rồi, chứ ngày đó là không làm luôn, đi về luôn, tại vì mua thuốc uống tốn tiền luôn. Lỗ luôn. Tại trèo lên cây dừa nó trăm phần khó. Nhiều mũi con. Bữa go không tự mình giữ ý tứ cho mình. Không phải là vì độ cao không đâu, mà vì những cái yếu tố mà thiên nhiên môi trường bên ngoài, từ những con côn trùng gắn gết chuột, nhiều khi ổ ong nó đóng ở trên đó, ở trong kẹt tàu này kia mình cũng không thấy. Lên thì nghe nó bay ra ho ho thì tuột nhanh xuống. chứ không phải là cây dừa nào leo cũng được, đúng không anh Ve? Chứ mình trước khi mình lại chèo dừa mình phải dòm xung quanh hết, nhìn cho kỹ coi có ổ ong nó đóng không, rồi mà hả mình chèo, chứ đừng có lủi vô chèo liền. Nguy hiểm. Đây là chắc có lẽ là cái nghề của anh Ve thì không còn được bao nhiêu người, từ một số như ở Bến Tre thì dừa nhiều quá, còn ở Đồng Tháp thì dừa có báo quý chị biết là rất là ít. Đồng Tháp là xứ sen mà, rồi xứ của mít, rồi xứ của ớt đó, nên là nữ là không có những cái cây cao để mà anh làm những cái công việc này là công việc của những không ai làm, nên là nữ là bắt buộc anh phải lao vô làm, đúng không? Chứ ở nhà người ta làm được thì cũng làm rồi. Hôm nay thì chia sẻ lớp này đến đây thôi, để cho cô bác quý chị hiểu thêm về cái cảnh leo dừa của anh Ve, cũng như là kiếm đồng tiền nó vất vả đến cỡ nào. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cho anh nghỉ ngơi uống miếng, hôm nay chủ nhà mời trà đường đó.
thì uống miếng nghỉ ngơi rồi leo tiếp, rồi sau đó về còn nấu cơm cho con ăn nữa. Rồi phải coi mấy anh thợ để phụ mấy anh thợ tiếp nữa. Thôi, không làm phiền nữa ha. Dạ. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Để em xin số cho anh leo khoảng 1 tháng khoảng 1000 cây được rồi.